Hello, Vlog Anh Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2024. Cách đây khoảng 30 phút thì Dũng cũng đã vừa mới đăng một cái đoạn clip về buổi tập vào chiều ngày hôm nay của câu lạc bộ LB Bang Hoàng Anh Gia Lai. Ngày hôm nay cũng là ngày mà nhiều câu lạc bộ họ quay trở lại tập luyện để mà chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League 2023-2024 sẽ bắt đầu thi đấu từ đầu tháng 5. Chính xác là ngày 3, ngày 4 và ngày 5 tháng 5 thì các câu lạc bộ sẽ lần lượt thi đấu và sẽ đá một mặt 6 vòng đấu liên tiếp trong tháng 5 và thêm một vòng đấu nữa vào đầu tháng 6 trước khi mà nghỉ ngơi để mà nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Iraq và đội tuyển Philippines ở hai lượt trận còn lại của bảng F vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau khi mà chúng ta để thua Indonesia liên tiếp hai trận đấu thì khoảng cách điểm bây giờ là 4 điểm và chỉ còn hai lượt trận nữa mà thôi. Rõ ràng là cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam là rất thấp. Và đó là lý do mà theo giới chuyên môn cũng như là theo giới truyền thông đánh giá là rất có thể VFF sẽ bổ nhiệm một huấn luyện viên nội làm tạm quyền ở đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu gặp Philippines và Iraq đó. Lý do là trong thời gian mà tìm kiếm một huấn luyện viên ngoại có đủ năng lực, đủ uy tín để mà dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới đây để hướng tới các cái giải đấu, đặc biệt là sân chơi ASEAN Cup diễn ra từ ngày 23 tháng 11 tới, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ thận trọng và cân nhắc nhất có thể trong cái quá trình để tuyển chọn ra một tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Vì vậy mà bổ nhiệm một huấn luyện viên nội làm tạm quyền là điều được xem là hợp lý nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Lúc này đây thì nhiều người đang tin rằng là nếu như trong trường hợp huấn luyện viên trưởng người Khánh Hòa của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn mà làm tốt cái nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết của giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 4 tới đây, thì ông hoàn toàn có cơ hội để được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt niềm tin, trao cơ hội làm huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển quốc gia cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq. Tất nhiên là để mà thành công cùng với lứa U23 ở cái sân chơi châu lục năm nay là điều không hề dễ dàng. Nhất là khi mà đội tuyển U23 Việt Nam là đội một trong ba đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất của giải, đồng thời là một trong ba đội bóng có tuổi đời trẻ nhất của giải. Điều đó cho thấy rằng là ở vòng chung kết của giải U23 châu Á năm nay, rất nhiều đội bóng lớn, những đội bóng mà đến từ những cái nền bóng đá phát triển như Ả Rập Xê Út, như là Iran, Ả Rập Xê Út, như là Nhật, như là Hàn, Australia, họ sẽ mang đến một lực lượng có nhiều cầu thủ thiện chiến và kinh nghiệm sát với cái độ tuổi 23 theo đúng quy định là sinh từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2001. Và vì vậy mà với cái lực lượng có nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của các đội bóng này thì chúng ta có thấy là cái giá trị của cái sân chơi giải U23 châu Á năm nay sẽ rất cao. Lý do là ba đội xếp ở vị trí nhất nhì ba họ sẽ giành vé dự Olympic Paris. Còn đội đứng ở vị trí thứ tư chung cuộc của vòng chung kết U23 châu Á sẽ đại diện cho châu Á đá playoff với một đại diện đến từ châu Phi. Như vậy là cơ hội để tham dự Olympic là rất lớn dành cho tất cả các đội bóng. Và đội bóng nào họ cũng mang đến thành phần lực lượng được xem là tinh nhuệ nhất của họ lúc này. Còn với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ông cũng đã có những cái sự điều chỉnh trong khoảng thời gian vừa qua với 4 sự thay thế cho cái danh sách sơ bộ 50 người đã được huấn luyện viên Philippe Thuyser đăng ký trước đó. Và vào ngày 16 tháng 4 tới đây thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt lại danh sách các cầu thủ sẽ dự vòng chung kết U23 châu Á. Hy vọng đó sẽ là một lực lượng tốt nhất. Những ngày vừa qua thì có những cái thông tin nói về trường hợp của thủ môn Quang Văn Chuẩn, cho rằng là Quang Văn Chuẩn đang bị AFC treo giò hai trận do là lãnh thẻ đỏ. Tuy nhiên là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhờ giới truyền thông là thông tin chia sẻ rõ ràng và chi tiết nhất đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam được yên tâm. Đó là Quang Văn Chuẩn thì bạn ấy đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ là bị treo giò hai trận rồi. Cho nên là bây giờ thì bạn ấy hoàn toàn có thể yên tâm để tập trung ra sân thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trường hợp là được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin cậy và trao cơ hội bắt chính. Quang Văn Chuẩn có hai trận đấu xóa thẻ, đó là trận gặp đảo Guam vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 và trận đấu với Yemen vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân vận động Phú Thọ tại vòng loại của giải U23 châu Á. Chúng ta cũng chắc là vẫn có nhớ
Đó là hai trận đấu mà diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa to, sấm chớp vân vân, nhưng mà U23 Việt Nam của chúng ta đều đã có những cái chiến thắng rất là quan trọng trước Guam và trước Yemen. Và Long Hoàng Đường Pit đợt đó cũng đã đưa đoàn du lịch của mình đi ra Phú Thọ đó, đi xem hai cái trận đấu đó. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Vâng, ngoài đường biết rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của Dũng vào tối ngày hôm nay. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh nếu như chưa đăng ký theo dõi. Xin được cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Cũng xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog ngoài đường biết trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trò chuyện. Xin mời quý khán giả. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Xin chào bạn Hà Tĩnh mình ơi. Xin chào bạn Dũng Lâm Vlog, bạn Cupi TV, bạn Minh Nguyễn. Khóa 1 Hoàng Anh Gia Lai, năm sau về lại Hoàng Anh Gia Lai là ai vậy anh? Mình nghe đồn thôi, cho nên là mình không có xác thực được đâu ạ. Mình nghe đồn là Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn và Hồng Duy sẽ là 4 cầu thủ quay trở về Hoàng Anh Gia Lai. Xin chào bạn Đại Hùng, ai là đội trưởng của U23? Cái thông tin này mình cũng không rõ. Hôm vừa rồi thì khi mà hỏi ở Hà Nội thì chưa có bầu, không biết là qua bên đó thì bầu như thế nào. Có lẽ là do là chưa bầu, là vì chưa biết là ai sẽ bị gạch tên phút cuối, cho nên là vẫn còn phải chờ. Xin chào bạn Lê Thiện, bạn thủ môn Việt Kiều tập nhờ ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đi rồi hả anh? Thấy ảnh câu lạc bộ đăng không thấy. Xin cảm ơn bạn Lê Thiện. Mấy ngày hôm nay mình không có đi xem câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập luyện nên là cũng không rõ lắm. Xin chào bạn Đại Hùng. Bảng này mình vượt qua được nhưng đến tứ kết thì sẽ bị loại. Xin cảm ơn bạn Đại Hùng. Thực tế thì nếu mà vào đến tứ kết thì cũng đã là một cái nguồn động viên rất là lớn cho các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam, và đồng thời là cũng mang lại cái niềm vui cho người hâm mộ rồi. Tại vì dù sao thì chúng ta cũng biết là giải đấu này khi mà anh Hoàng Anh Tuấn anh ấy tiếp nhận thì với cái tâm thế rất là thoải mái, và các cầu thủ thì cũng thế thôi. Còn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì sau một cái chặng đường khá là buồn với huấn luyện viên Philippe Thuzé rồi, thì lúc này đây mọi người cũng không quá nặng nề và cũng không muốn áp lực quá lớn dành cho các cầu thủ trẻ nữa, cũng như là cũng không đặt nặng cái sự chờ đợi và kỳ vọng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Cho nên là mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Kể cả nếu mà vào đến tứ kết mà bị loại đi thì dù sao đó cũng đã là một cái kết quả tốt rồi với các em U23 rồi. Xin chào bạn Minh Sang TF. Anh Dũng Hoàng Anh Gia Lai tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu đã giao hữu với các đội nào ạ? Đây là một cái mình đoán thôi chứ còn chưa có cái xác nhận từ phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Xin được chia sẻ cùng với bạn, cho nên là chưa có xác định được đối thủ cụ thể là như thế nào. Xin chào bạn Hà Tĩnh mình ơi, Văn Chuẩn mà bắt chính thì không thể yên tâm được. Trong một trận đấu kiểu gì Văn Chuẩn cũng có một vài pha bóng làm khán giả đau tim. Xin cảm ơn bạn Hà Tĩnh mình ơi, nhưng mà về danh sách các thủ môn á, thì nói thiệt là mình nhìn vào danh sách này thì để nói là có cái sự yên tâm thì mình cũng không thấy thủ môn nào có cái sự chắc chắn và yên tâm 100% cả. Từ Trung Kiên, Văn Việt hay là Đoàn Huy Hoàng cũng vậy. Mỗi bạn có những cái điểm yếu riêng, có những cái sự non kinh nghiệm và thậm chí là có những cái sai lầm. Tất cả các thủ môn mà góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam lần này đều có mắc sai lầm cả. Đều có mắc sai lầm trong cái khoảng thời gian mà được thi đấu ở thời gian vừa rồi. Quan trọng nhất là anh Hoàng Anh Tuấn sẽ tin tưởng ai, sẽ lựa chọn ai, sẽ trao cho ai cái cơ hội để bắt chính. Bởi vì nếu để đưa ra cái đánh giá thì mình thấy rằng là Quang Văn Chuẩn vẫn là người được bắt chính nhiều nhất, cùng với thủ môn Nguyễn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An. Nhưng mà ít nhất thì nếu mà đặt lên bàn cân Văn Việt và Quang Chuẩn đi thì chúng ta cũng thấy là thành tích của hai đội bóng ở sân chơi V-League thì dĩ nhiên là Hà Nội FC tốt hơn, thì dĩ nhiên là Văn Chuẩn sẽ được đánh giá là có lợi thế hơn. Như vậy thôi. Chứ còn nói thiệt là cả bốn thủ môn đều có những cái sai lầm trong khoảng thời gian vừa qua. Bạn Cupi TV chào Dũng. Theo Dũng thì hậu vệ cánh trái của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong ba cái tên Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản và Khuất Văn Khang ai có thể đảm nhiệm
vị trí này ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Kubi TV. Mình nếu mà mình nghĩ thì mình nghĩ rằng là Khuất Văn Khang, tại vì thực tế thì Khang dĩ nhiên là sự lựa chọn số 1 của anh Hoàng Anh Tuấn rồi. Ngày hôm qua thì Khang cũng đá chính. Xin lỗi bạn xíu, cái cổ họng mình nó hơi rát, uống mật ong xíu. Mình quay trở lại với câu của bạn Kubi TV. Dĩ nhiên là với mình thì cả Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản hay Khuất Văn Khang đều là những cầu thủ tốt. Các bạn ấy cũng được các câu lạc bộ họ trao cơ hội thi đấu nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Cho nên là nếu để mà đưa ra cái đánh giá thì mình nghiêng về Khuất Văn Khang. Vì bạn ấy thứ nhất là có thể là có những trận đấu phải dự bị ở thể công Viettel. Nhưng mà khi lên tuyển thì Khang cũng thường xuyên được góp mặt ở trên tuyển nè. Tích lũy được kinh nghiệm cũng nhiều nè. So với Hà Văn Phương và Hoàng Văn Toản thì hai bạn này á cũng có thời điểm là được bổ sung lên tuyển nhưng mà cũng loại à. Còn Khang là luôn trụ lại. Điều đó cho thấy rằng là nếu để đánh giá đưa lên bàn cân thì mình nghĩ rằng là Khang vẫn nhỉnh hơn. Ngoài ra thì Khang cũng đi cùng với anh Hoàng Anh Tuấn cũng ở cái chặng đường giải U23 Đông Nam Á năm ngoái ở Rayong Thái Lan nữa. Nên là mình nghĩ thầy sẽ rất là tin tưởng vào Khang. Thầy Tuấn sẽ tin, thầy sẽ tin vào Khang rất là nhiều. Nên là nếu mà hỏi là trao cơ hội cho ai thì mình nghĩ là Khang sẽ đá chính. Con chào chú Đặng Văn Năm ạ, con chúc sức khỏe chú Năm. Bạn Phạm Thanh Bình tin rằng là U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng thắng 2 trận đầu và hòa trận cuối với 7 điểm. Nếu được như vậy thì quá tốt luôn. Rất là tốt cho các em, một cái động lực quá lớn về mặt tinh thần, và thậm chí là nó tốt luôn cho cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta. Xin chào bạn Minh Mel 1209. Có cảm giác U23 vẫn rất yếu ở khâu dứt điểm, kết liễu đối thủ, định đoạt trận đấu khi không thể ghi bàn trong 90 phút cộng thua trên chấm penalty luôn. Đúng rồi, cái chuyện này thì chúng ta hoàn toàn có thể lo lắng. Cái vấn đề này không phải là cái viển vông gì cả, mà nó là cái thực tế. Những sự lựa chọn ở thời điểm hiện tại vừa lứa U23 thì đây là những gương mặt gọi là tối ưu nhất rồi. Các em là những gương mặt khả dĩ nhất. Nhưng mà trong cái khâu ghi bàn thì có vấn đề. Có thể ở đây tại sao lại dẫn đến cái chuyện là chưa thể ghi bàn được? Có thể là vì các em có ít thời gian để thể hiện. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngày hôm qua ông làm gì có nhiều thời gian, có 90 phút và dùng hết các cầu thủ. Nên là ông chia thành hai đội hình và có sự thay người nữa. Hiệp 1 là một đội hình khác và hiệp 2 là cả một đội hình khác, và trong hiệp 2 cũng tiếp tục có sự thay đổi người. Thì để chúng ta hiểu được rằng là anh Tuấn muốn một trận đấu 90 phút cho các em có cái cảm giác thôi, chứ không phải là thử nghiệm chiến thuật vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua mà nếu nói đúng nha, nói sòng phẳng, đưa ra đánh giá, thì chắc chắn ngày hôm qua không phải là cái ngày để tính toán về chiến thuật, thử nghiệm lối chơi gì cả. Bởi vì đơn giản là làm gì có thử nghiệm lối chơi nào mà 45 phút thay hết một loạt ra rồi một loạt mới vô. Thử nghiệm kiểu gì? Không thể thử nghiệm được. Ít nhất là phải đá 3-4 trận giao hữu thì may ra. Nhưng mà làm gì có thời gian? Làm gì có cái thời gian đó? Với anh Tuấn là ngày hôm qua chỉ để cho các em đều nóng chân nóng tay hết, biết và tự điều chỉnh cái nhịp sinh học thích nghi chơi đá banh. Quay trở lại với cái chuyện là hàng tấn công có vấn đề. Nhưng hãy bình tĩnh một xíu. Chúng ta hãy nhìn vào các cầu thủ trẻ, họ ở các câu lạc bộ bao nhiêu người được đá chính. Đây là một trong những cái nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến cái khâu ghi bàn của các em. Đúng không ạ? Ở câu lạc bộ BKMX Bình Dương, Bùi Vĩ Hào có trận đấu được đá chính là trận đấu ở cúp quốc gia. Những trận đấu kia thì lúc được đá chính, lúc phải vào sân từ ghế dự bị, tức là chưa ổn định 100%. Chưa chắc xuất được đá chính 100% dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Nhưng khi Bùi Vĩ Hào thi đấu, bạn ấy mùa giải này có bàn thắng. Vẫn có bàn thắng. Ít nhiều là nếu xét trong nhóm các chân sút của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này, thì Bùi Vĩ Hào chính là một gương mặt có cái khả năng ghi bàn trong khoảng thời gian vừa qua. Đình Bắc thì đang gặp vấn đề về tâm lý, ai cũng biết cái câu chuyện đó rồi. Đúng không ạ? Đình Bắc thời điểm này đang có cái vấn đề về tâm lý. Bởi vì liên tiếp gặp những cái câu chuyện từ việc huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chỉ trích
học trò, đến việc bẻ kèo với câu lạc bộ Hà Nội và sau đó trở thành một món mồi ngon của truyền thông. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, khi mà Đình Bắc đã từ chối Hà Nội FC thì bạn ấy dĩ nhiên là bị báo chí, đặc biệt là báo chí ngoài Bắc đánh rất nhiều, sẽ còn đánh rất nhiều trong tương lai. Nên là cái tâm lý lúc này đang rất là hoang mang xì tai. Rồi, tiếp đến là trường hợp của Nguyễn Quốc Việt. Quốc Việt lúc này đang có phong độ thực sự là cũng bất ổn luôn ở LB Băng Hoàng Gia Lai. Nếu để ý, cả nhà để ý là thời gian này là anh Vũ Tiến Thành tung Việt vào sân, Việt hầu như là thi đấu khá là bế tắc. Chỉ có Minh Quang ở SHB Đà Nẵng là đúng nghĩa là đang là gà son của anh Trương Việt Hoàng, đang đá ngon. Đây là niềm hy vọng. Võ Nguyên Hoàng, những trận đấu gần đây bạn ấy được trao cơ hội ở Đông Á Thanh Hóa và đang nỗ lực, nhưng mà vẫn chưa yên tâm một chút nào. Thanh Nhàn thì mình không nói, vì Thanh Nhàn là đã bị chấn thương, đây là danh sách trước khi lên đường. Và sau đó anh Hoàng Anh Tuấn đã bổ sung Văn Tùng để thay cho Thanh Nhàn đó. Thì chúng ta có thể thấy được là về vấn đề ở hàng công là có thật, lo lắng cũng là có thật. Cho nên là chỉ hy vọng là khi vào giải thì tuyến tiền vệ sẽ cung cấp được cho hàng công những cái cơ hội để các bạn ấy gọi là giải tỏa được cái sự bế tắc và có được bàn thắng. Nếu mà có 1-2 bàn thắng thì mình nghĩ rằng là câu chuyện nó sẽ đi theo một cái hướng khác. Xin chào bạn Fania Perry. Thái Lịch đã chuyển đổi thời gian thi đấu từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm. Đi cùng với đó là Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT cũng ra mắt Thái Youth League. Đây là hệ thống giải bóng đá trẻ quốc gia mới của Thái Lan với 5 nhóm tuổi là U19, U16, U14, 11 người mỗi đội, và U12, U10, 7 người mỗi đội. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Fania Perry. Thái Lan là như thế, họ luôn có cái cách thức rất là bài bản, tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, và luôn muốn cố gắng là thúc đẩy cái tính kế thừa trong các thế hệ cầu thủ ngôi sao của Thái Lan. Thế hệ tre chưa già thì măng đã mọc, đó là điều mà người Thái luôn mong muốn hướng tới. Đó là điều mà chúng ta phải học hỏi rất là nhiều từ Thái Lan. Xin chào bạn Young Hill. Thái Bình, Thanh Bình còn U23 mà sao không kêu vậy anh? Thanh Bình nào ta? Thanh Bình Viettel hả? Xin chào bạn Nông Cơ Hiếu Phát. Em chỉ mong là U23 đợt này vượt qua vòng bảng là ngon lắm rồi. Nếu là vượt qua được vòng bảng là cũng ok lắm rồi. Xin chào bạn Trần Văn Thông. Với lứa cầu thủ tài năng này, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ tiến sâu ở giải này. Mọi người hãy từ từ mà thưởng thức. Bạn Ngành Gơ Sinh. Bóng đá trẻ U19 Thái Lan có lên xuống hạng giống chuyên nghiệp. Đến nhóm tuổi U19 FAT còn tổ chức thi đấu theo hai hạng của giải là Thái U19. Xin cảm ơn. League 1 và League 1 và U19 Thái League 2 sẽ có hai đội lên xuống hạng theo từng mùa giải giống hai chuyên nghiệp và giống và với VLeague.vn. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Ngành Gơ Sinh. Nói tóm lại là đang có rất là nhiều sân chơi dành cho cầu thủ trẻ ở Thái Lan, đúng không ạ? Xin chào bạn Nguyễn Thị Mỹ Phụng, bạn Trần Tiến. U23 tiếc không có Phan Tấn Tài và Văn Đô. Hai cầu thủ này giải U23 châu Á chơi rất tốt. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần Tiến. Bạn Nguyễn Khoa, chào anh Dũng. Nói về Popov và câu chuyện Thanh Hóa chậm lương và đội bóng không có tham vọng V-League. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Khoa. Câu chuyện này mình là người đầu tiên đưa ra rồi mà. Trước đây thì chắc là cả nhà vẫn nhớ là mình cũng là người đầu tiên mà thông tin về cái việc liên quan đến vấn đề về tài chính của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Bởi vì ngay thời điểm đó thì rất là nhiều anh em cầu thủ cũng đã nhắn tin, cũng đã nói về cái câu, đã kể cho mình cái câu chuyện này. Mục đích của họ là nhờ mình thông tin để đánh động lãnh đạo đội bóng thanh toán nợ cho anh em.
thì mình thực tế là mình cũng đã gọi luôn cho anh Đức Cao để hỏi về vấn đề này, và anh Đức cũng không giấu giếm cái chuyện là có vấn đề liên quan đến tài chính của đội bóng. Và anh ấy nói thẳng luôn là khó khăn là cái chuyện đương nhiên, bởi vì một vài doanh nghiệp chung tay để nuôi đội bóng, nhưng mà có những cái thời điểm mà doanh nghiệp họ làm ăn còn khó khăn thì cái việc mà dồn lực tài chính cho bóng đá là rất khó. Nên là chỉ mong muốn là nhận được cái sự chia sẻ và thông cảm từ ban huấn luyện cho đến các thành viên câu lạc bộ. Anh Đức anh không có giấu chuyện đó. Cha của anh ấy là ông Cao Tiến Đoan, chủ tịch của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, và như là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Cho nên là ông Đoan luôn mời những thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp, những người bạn, những doanh nhân ở Thanh Hóa đi xem các cái trận đấu của đội bóng, với cái hy vọng là sau khi những người bạn đó đi xem thì sẽ đồng ý chung tay cùng với ông đóng góp một phần mỗi năm để duy trì một cái nguồn tài chính nuôi đội bóng, mang lại cái niềm vui cho người hâm mộ tỉnh nhà. Đây là cái hướng đi bắt buộc phải làm, không thể tránh được trong cái bối cảnh mà kinh tế khó khăn như thế này. Chúng ta không ngồi nói miệng với nhau được. Có nhiều bạn sẽ buông ra những cái câu mà mình nghĩ rằng là rất là ác. Vì đối với họ thì họ không hiểu cái chuyện. Họ nói là không có tiền thì đừng chơi bóng đá. Ok. Nói như vậy thì rất là huề vốn. Tại vì một khi các ông bầu đến với bóng đá Việt Nam bằng cái tâm của họ, hoặc là một phần nào đó là dựa vào bóng đá để có được những cái lợi ích đi chăng nữa trong cái việc kinh doanh của họ, thì nó vẫn là điều rất đáng trân trọng. Bởi vì trong cái bối cảnh bóng đá hiện tại nó phải đi đôi với tài chính, thì sự xuất hiện của các ông bầu mới đưa cái đội bóng đi theo cái con đường chuyên nghiệp được. Chứ còn nếu không thì nó gọi là đội bóng phong trào, đội bóng nghiệp dư. Vui thì đá, buồn thì giải thể, thì đó không phải là bóng đá chuyên nghiệp nữa. Và nó ảnh hưởng đến cả một hệ thống, cả một nền bóng đá. Thế nên là những cái nỗ lực trong khoảng thời gian vừa qua của nhiều câu lạc bộ, của ông bầu nhiều câu lạc bộ là rất đáng ghi nhận. Bối cảnh tài chính Việt Nam mình kinh tế đang khó khăn sau dịch Covid, cái đó là cái điều ai cũng thấy rõ. Thất nghiệp hàng loạt, giảm lương, giảm thưởng, cắt thưởng là chuyện bình thường. Chuyện rất là bình thường. Ngay cả trong giới bóng đá, giới phóng viên thể thao bọn mình, người nghỉ việc, người chuyển việc đầy ra. Có những người bây giờ thu mình lại đầy ra. Và đặc biệt cái mà đáng chú ý nhất là phóng viên bây giờ đi tỉnh, đi này đi nọ, đi quay đi chụp, các bạn thấy có mấy không? Lâu lâu mới có một cái trận nào đó anh em cố lắm rủ nhau hùng tiền mua xăng, ai có xe hơi là nguyên vàng anh em còn lại là đi cùng với nhau trả tiền cho bạn đó để hùng lại mua xăng để đi tác nghiệp mấy trăm cây số rồi về mấy trăm cây số, hết cách rồi. Do tòa soạn nào mà diệt cho báo chí đi, thì đó, quay trở lại với câu lạc bộ cũng vậy. Nhiều câu lạc bộ bây giờ tình cảnh tài chính khó khăn, nợ lương thưởng đầy ra. Thì với Đông Á Thanh Hóa họ không có giấu cái chuyện đó, họ sẵn sàng nhận luôn. Họ nói là bây giờ mong cái sự chia sẻ thôi. Ngày hôm nay mình nhận được một cái dòng trạng thái do một cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa gửi cho mình, đăng nguyên cái phần của ông Veliza Popov, nói về cái việc là các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đã cố gắng cống hiến hết mình vì đội bóng rồi, nhưng lúc này đang kiểu không thấy tiền đâu hết. Và tiền thưởng của mùa trước cũng nói chung là cắt rất là nhiều rồi. Mình hiểu được cái tâm lý của các cầu thủ, của ban huấn luyện. Và mình nghĩ rằng là ban lãnh đạo của đội bóng họ ý thức được cái việc đó. Và họ cũng cố gắng chứ không phải là không. Cố gắng để trả được bao nhiêu cho anh em cầu thủ là trả. Sau đó là tiếp tục vận động các đối tác đồng hành cùng với nhau để nuôi đội bóng. Giống như là những câu chuyện đã từng xảy ra ở Long An, ở nhiều địa phương.
một doanh nghiệp bây giờ khó mà gồng để nuôi bóng đá được thì họ phải nhờ tỉnh là một, hoặc là họ dựa vào cái mối quan hệ để kêu gọi thêm các đối tác khác hùng vào chơi với nhau, chơi bóng đá. Chứ một mình một ngựa khó vô cùng. Ngồi ở ngoài buông ra những cái lời chê bai chỉ trích chẳng được cái gì, chả giải quyết được cái vấn đề. Mình cũng chỉ biết động viên anh em cầu thủ thôi, là bây giờ còn được lương hay là cái gì đó, còn cái tiền mà lót tay hay là cái tiền thưởng, nếu mà nó bị giảm thì thôi, xem em xem ở cái mức độ nào đó, chấp nhận được thì nên chấp nhận. Vì em đặt mình vào cái hoàn cảnh của người ta em mới hiểu được. Nếu mà phản ứng thái quá đến một cái mức nào đó, họ buông luôn, họ không làm bóng đá nữa, vì họ không chịu nổi nữa, chịu hết sức rồi. Các bạn cũng biết, cầu thủ hay là huấn luyện viên cùng lắm là tiếp xúc với cái ông giám đốc điều hành, ông giám đốc kỹ thuật hoặc là ông bầu. Nhưng mà gặp được bao nhiêu lần? Trong khi là một ông bầu đi, ông ấy có thể tiếp xúc với nhân viên của ông ấy nhiều hơn là với một đội bóng. Đội bóng của ông quản lý đi, chưa chắc ông đã gặp nhiều bằng cái dàn nhân viên, nhân công hay là công nhân gì của ông ấy. Những cái người mà trực tiếp sản xuất và lao động để mà giúp cho cái doanh nghiệp phát triển đó, thì cái ông bầu đó phải gặp nhiều hơn chứ. Gặp rồi họ nhìn vào cái hoàn cảnh đó, hoàn cảnh của công nhân, của nhân viên của họ, lương thưởng giảm, họ có đau lòng không? Đương nhiên là họ đau lòng. Thì họ phải cố gắng làm sao lo cho cái bộ phận mà trực tiếp tác động đến cái nguồn thu của họ, chứ không phải là từ bóng đá, từ cái đội bóng. Đội bóng không tạo ra nguồn thu được cho họ. Hồi trước á, thì cũng hay có những cái thương vụ làm bóng đá đổi lấy đất đai, đúng không ạ? Có. Nhưng mà bây giờ bất động sản nó đang đóng băng vậy, lấy cái gì ra mà đòi, lấy cái gì ra mà đòi lợi lộc gì từ cái số bất động sản đang đóng băng đó. Cho nên là lại phải tìm cách xoay sở thời điểm hiện tại. Chừng nào mà đất nó nóng trở lại, nó rất sốt trở lại kìa, là câu chuyện khác. Hôm vừa rồi mình đi ra sân Thống Nhất, mấy em, mấy ông em, một nhóm thì đã từng tính chuyện giải nghệ đi đá phủi. Có một số thì đã đi đá phủi rồi, bây giờ lại tiếp tục là quay trở lại. À thôi, ráng vớt vát thêm cái sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, thêm cái sự nghiệp của cầu thủ của mình thêm một thời gian. Rồi có những cầu thủ là họ cũng vừa rời khỏi câu lạc bộ Khánh Hòa, đó là Thanh Thụ đó. Cầu thủ Thanh Thụ mà trong cái chương trình hôm bữa mà mình quay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, ông Trần Tiến Đại và Bầu Thụy lên sân xem, thì mình có nhắc đến cầu thủ Thanh Thụ. Trước là bạn ấy đá Sài Gòn FC, xong rồi bạn ấy ra Khánh Hòa. Rồi bây giờ là bạn ấy đã về và gia đình kêu bạn ấy giải nghệ, bạn ấy ok giải nghệ. Bạn ấy tập và bị chấn thương. Bị chấn thương xong rồi cũng là nản rồi, cũng tính giải nghệ rồi. Rồi nghe anh Lương Trung Tuấn gọi điện kêu là thôi cố gắng thêm vài năm, cứ đá cho đội hạng nhì, đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh, với cái mức lương cũng gọi là ổn đối với một người mà thất nghiệp. Đó là Thụ, ok Thụ quay trở lại và đang tập luyện với hy vọng là sớm quay trở lại để thi đấu được. Thì Thụ có nói với mình là anh Dũng, Khánh Hòa nợ tiền em đến giờ không có trả, không có trả đồng nào hết, em muốn nản vô cùng rồi. Anh em cầu thủ đòi đó, thì anh nhớ cái đợt anh em đăng đàn, đăng bài lên, rồi cũng nói là cố gắng giải quyết cái phần nào đó rồi vân vân, mà đến bây giờ tụi em cũng chẳng có gì, coi như là xác định mất trắng. Mình nói là bây giờ em, tụi em có kiện thì cũng lấy đâu ra. Khánh Hòa bây giờ họ cũng đang khó khăn, họ đang phải lo cho đội bây giờ đang đá V-League này, cái lực lượng hiện tại còn lại của họ, để họ đang lo gồng ở cái sân chơi V-League. Họ còn mệt mỏi nữa, bây giờ em nghĩ coi những người đã ra đi liệu họ có tiền để họ thanh toán cho tụi em hay không. Thôi bỏ đi, xác định là coi như bỏ đi, mất đi, để mà tập trung vào cái thời điểm hiện tại nè, kiếm tiền mà nuôi gia đình, đá ở đội trẻ thành phố, cố gắng được ra sân, có cái khoản ra khoản vô để mà nuôi gia đình đi. Chứ bây giờ mày ngồi mày than không có ít gì đó, nó không có giải quyết được vấn đề gì cho mày á. Ngay cả một số anh em đang ở Khánh Hòa đây, họ cũng đã đòi được đâu. Mày đi rồi, mày đòi lấy gì mày đòi nữa.
Xin chào bạn Lê Học. 600 người xem mà 90 người like. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bạn Lê Học ạ. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu ưa thích thì có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn Lê Nhi Duy. Real với Man City, anh Dũng thích đội nào đi tiếp? Đây đều là những đội bóng mà mình không thích, cho nên là đội nào đi tiếp thì cũng vậy à. Nói tóm lại là MU của mình bèo quá thì thôi đành chấp nhận. Còn lại thì mình xem các cái trận bóng của Champions League thì do là đá vào toàn đêm nên là mình không có xem. Sáng dậy bắt đầu coi highlight, rồi nếu mà có thời gian rảnh thì mới coi trọn vẹn cả trận. Cho nên là mấy cái buổi sáng này, như là sáng nay là xem lại highlight của trận PSG với lại Barcelona nè. Rồi xem highlight của cái trận Dortmund với Atletico Madrid. Hôm qua thì xem highlight của cái trận Real với Man City, Arsenal với lại Bayern. Chứ cũng nói chung là đội nào vào cũng được. Tóm lại thì lúc này thấy đội nào cũng hay. Mình do mình không phải là fan, mình thích MU thôi. Nhưng mà thôi thì mình cứ thưởng thức theo kiểu khán giả trung lập. Bàn thắng đẹp thì mình xem thôi. Xin chào bạn Phi Long. Không xem được U16 nữ Việt Nam hả anh? Anh không rõ em ạ. Xin chào bạn Pháo Thủ. Hello Dũng, bạn có thông tin gì về cựu tiền đạo chú Hồ Văn Lợi của cảng Sài Gòn? Hiện tại chú ấy có làm công việc gì liên quan tới bóng đá không? Xin cảm ơn. Dạ không, Dũng không có chơi với cái hội mấy cụ cầu thủ ạ. Mấy đó là thế hệ các cha chú rồi. Các chú các anh thì mình biết cái lịch sinh hoạt của họ, hay đá ở sân Tao Đàn xong rồi ra quán nhậu là nhậu ở quán 138. Thì cái lịch đó thì nó diễn ra đều đặn hàng tuần. Còn lại thì nói chung là để mà biết là các chú ấy đang làm gì hay là gì thì ít, mình không có cái dịp. Có một số thế hệ phóng viên cũng là tầm tuổi của các chú ấy hoặc là trẻ hơn khoảng 5-10 tuổi á, thì là họ sẽ biết. Tại vì họ cũng hay đi chơi với cái hội đó. Giống như là như mình chia sẻ rõ là ví dụ như mình đi thì mình sẽ chơi với thế hệ nào? Mình chơi với thế hệ là Công Vinh, Văn Quyến, Việt Thắng, Thành Lương. Đó là cái thế hệ mà đồng trang lứa với mình, tức là tám mấy, sinh năm tám mấy. Mình chơi với thế hệ nhỏ hơn trở đi cho đến khoảng 1997-98 là cái thế hệ mà gọi là mình biết nhiều nhất và họ cũng biết mình. Còn bắt đầu mà thế hệ mà 2000 trở về sau này nữa là các em trẻ hơn, thì trừ khi là rơi vào những cái câu lạc bộ mình hay đi tác nghiệp, còn lại thì nếu mà ở xa hơn nữa thì họ cũng không biết mình là ai và mình cũng không để ý đến họ nhiều, vì nó bao giờ nó cũng phải theo một cái thế hệ. Bây giờ thì sẽ có một thế hệ các phóng viên trẻ, là các bạn đó sẽ chơi với những cái cầu thủ trẻ cùng trang lứa với họ. Và nếu mà hỏi họ về nhóm các cầu thủ Công Vinh, Văn Quyến, Việt Thắng thì họ cũng chỉ biết, chứ còn họ cũng chỉ biết sơ sơ, chứ họ cũng không có cái mối quan hệ, cũng không chơi. Rồi mình thì lại chơi vì đó là những người đồng trang lứa với mình. Họ cũng lớn lên, họ cũng trưởng thành, thì mình cũng từ phóng viên trẻ cũng trưởng thành lên, cũng sàng sàng nhau thì thông tin về nhau sẽ biết nhiều hơn. Cho nên là với thế hệ của chú Hồ Văn Lợi cũng được, mà anh Hồ Văn Lợi cũng được, thì nói thiệt là mình cũng không biết, tại vì cái thế hệ đó họ cũng chơi với nhau thôi, cũng chọn mặt gửi vàng, và họ chơi là phóng viên là cũng chơi với thế hệ phóng viên già, bọn mình hay gọi là mấy phóng viên già. Em chào chị Hiền Lam. Chào Dũng, U23 Việt Nam còn đá giao hữu nữa không? Dạ không, ngày 16 này chốt danh sách luôn, ngày 17 là đá giải luôn rồi, không đá giao hữu nữa. Xin chào bạn Minh Đức Quảng Bình. Chào anh, không ai ngờ ông Chu Đình Nghiêm thua tuổi anh Hoàng Anh Tuấn. Thì cái chuyện này đơn giản là vì cái ngoại hình có thể quyết định. Anh Tuấn thì anh ấy trẻ trung. Thứ nhất là nói sao ta, anh ấy gia đình thì đang nuôi mẹ già, cũng có người yêu, nên là đang có người yêu thì người ta trẻ trung, cái tính cách cũng trẻ trung. Với anh Chu Đình Nghiêm thì anh ấy có cái tính đôi lúc là nhiều người thấy ở trên sân đó, có vẻ rất là không thích anh Chu Đình Nghiêm vì cái tính, cái mặt của anh ấy, cái gương mặt của anh ấy không có cười, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm.
và thậm chí là có những cái lần mà đã văng tục cho nên là khán giả rất là ghét. Nhưng mà thực tế thì ở ngoài anh ấy lại rất là khác, anh ấy kiểu hơi hiền hiền, cũng cái mặt thì không cười đâu, nhưng mà cái tính thì cũng không đến mức gây ra khó chịu cho người đối diện. Người ta vẫn có cảm tình với anh ấy khi người ta tiếp xúc với anh Chu Đình Nghiêm ở bên ngoài. Nhưng mà về cơ bản thì mặt của anh Nghiêm là già hơn, nhìn già hơn, nhưng mà thực tế là tuổi trẻ hơn anh Tuấn. Xin chào bạn Jay Lee. Chào anh em from London. À, xin cảm ơn bạn Jay Lee. Xin chào bạn Trương Thị Nga. Anh nhận định gì về bảng A và bảng C? Bảng A và bảng C là sao? À, U23 hả? Bảng A là có Indo nhỉ? Bảng C là có Thái Lan đúng không? Indo thì mình nhớ là nằm cùng với Qatar là chủ nhà. UAE. Và như Jordan. Tốt nhất là để search lại. Đúng rồi, Qatar, Australia và Jordan, không phải UAE nha. Bảng này thì rất là chua cho Indo. Nhưng mà mấy cái trận vừa rồi thì Indo cũng đá rất là tự tin. Vừa rồi mới thắng UAE 1-0, khép lại cái loạt trận giao hữu với một chiến thắng rất là quan trọng với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Thứ hai nữa là lực lượng của họ thiện chiến. Indo nói thiệt nha, Qatar, Australia hay Jordan, nếu để nói là áp đảo được Indo không dễ đâu. Thứ nhất là Indo dùng cầu thủ nhập tịch, vẫn còn 6 cầu thủ nhập tịch có tuổi đời đủ đá U23. Thứ hai là dàn cầu thủ nội của họ, nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia mà vừa lụm Việt Nam chúng ta mấy trận liền, 3 trận liền, thì cũng đều là một loạt các cầu thủ đó là còn tuổi đời đá U23 nữa. Nên là về cơ bản thì cái lứa U23 này là quân rất là ngon. Mình nhớ là 11 cầu thủ góp mặt, 11 cầu thủ trong danh sách triệu tập lên đợt này là của đội tuyển quốc gia. Cho nên là nếu mà ông Shin Tae-yong ông ấy mà dùng căng quân ra là chưa chắc Qatar, Australia hay Jordan làm khó được Indo. Bảng này rất đáng xem với Indonesia. Rồi bảng C là mình xem coi là Thái Lan cùng với ai. Thái Lan cùng với Ả Rập Xê Út, Iraq và Tajikistan. Chua, bảng này thực sự là chua cho Thái Lan. Tại vì cái tuyến trẻ của Thái Lan thì chúng ta cũng biết rồi, nó cũng có một cái sự chênh lệch nhất định về trình độ chuyên môn, giống như là đội Việt Nam của chúng ta lúc này. Khoảng cách giữa các tuyển thủ quốc gia và các cầu thủ trẻ có cái sự chênh lệch rất là lớn. Thế hệ trẻ của Thái Lan lúc này cũng đang mang lại cái sự lo lắng cho người hâm mộ, vì không phải ai cũng xuất sắc. Nên là mình nghĩ là bảng này Thái Lan mệt hơn là bảng của Indo. Dù sao thì đây cũng là cái nhận định dựa trên mấy cái thông tin ít ỏi mà mình nắm được thôi, chứ có khi là nhận định tào lao luôn đó. Biết đâu là Thái Lan lại vô tứ kết mà trong khi Indo là về nước sớm. Xin chào anh Hiếu Hoàng, chào em Dũng. Năm nay vòng chung kết U23 sẽ rất quyết liệt vì nó là vòng loại Olympic Paris. Mấy ông lớn châu Á cũng dồn hết các cầu thủ chất lượng về đá. Dạ đúng rồi. Ở ngay đặc biệt là cái lứa của Nhật. Cái lứa Nhật là đá cái U23 châu Á năm 2022 á, là lúc đó họ mang quân U20 đi đá. Nhưng mà cái dàn U20 đó 2 năm trước thì bây giờ là chín mùi cho cái lứa này. Đáng gờm. Họ tính toán đến cái giải năm nay nè để giành vé đi Olympic. Xin chào bạn Thánh Nhỏ Việt Nam. Bạn Phạm Văn Ngọc. Hả? Nghe Quang Hải bị bắt hả em? Ô là sao ạ? Em không rõ cái chuyện này ạ. Sao lại Quang Hải bị bắt là sao? Xin chào bạn Nguyễn Kiệt, bạn Lê Thiện. Anh có nghĩ là VFF nên ký hợp đồng với ông Roberto Donadoni không? Vì lối đá của người Ý cũng phòng thủ, khá giống với phong cách chơi cũ của đội tuyển Việt Nam nên cũng có thể thành công. Cảm ơn bạn Lê Thiện. Cái khả năng này sao mình thấy nó mờ mịt quá. Mình nghĩ rằng là
Thứ nhất, nếu mà mình nghĩ đến ngay cái tên thôi và cái nơi mà họ đến thôi, thì mình, bản thân mình cũng giống như nhiều người, tức là vừa nghe đến tên của Donadoni thì ngay lập tức là nghĩ đến cái gì ạ? Nghĩ đến tiền. Nghĩ đến tiền. Bao nhiêu cho đủ để trả cho cái ông này? Đó là cái đầu tiên mà mình suy nghĩ. Tại vì cái mức giá của các huấn luyện viên ở Đông Nam Á hiện tại á, thì chúng ta cũng biết rồi, là Việt Nam chúng ta là cũng đã thuộc hàng là giá thấp. Giá thấp rồi chứ không phải giá cao đâu. Lương á, trả cho huấn luyện viên ngoại á. Cho nên là ông Donadoni, ông ấy nổi tiếng, liệu ông có chịu nhận mấy chục ngàn đô một tháng hay không? Cái mức lương đó hay không? Đó cũng là một cái vấn đề mà mình đặt ra ngay từ đầu. Còn tất nhiên là nếu như tự nhiên ông ấy xuống nước thì chẳng hạn ông ấy kiểu giống muốn trải nghiệm, muốn có một cái dịp nào đó trải nghiệm với bóng đá Đông Nam Á thì cũng hay. Và vấn đề là đến thời điểm này đi, thì nói thiệt là chẳng nghe thấy VFF rục rịch cái gì cả. Có thể là do mình không có nguồn tin, VFF họ cũng không ưa mình. Mình hay chê quá mà, hay chê họ quá, nên là họ bịt tất cả các cái nguồn tin đến với mình, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nói tóm lại là, nói thiệt chứ bịt đầu này sẽ có đầu khác. Nhưng mà đến giờ nói thiệt là để mà nghe cái thông tin xung quanh cái việc sắp chọn một huấn luyện viên trưởng nào, hầu như mình không nghe thấy. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Thánh Nhỏ. Bạn Lê Thiện. Xin chào bạn Thánh Nhỏ Việt Nam. Anh có thấy là từ khi chấn thương, Văn Hậu không còn hứng thú với bóng nữa không? Toàn là đi chơi chụp hình đăng lên mạng. Với vợ mà chả chú tâm rèn luyện hay tập luyện gì cả. Ồ, cái này mình nghĩ lại khác. Tại vì dĩ nhiên là lúc mà tập luyện thì không cần phải đăng. Đối với các bạn, mỗi người sẽ có cái sự lựa chọn. Có người thì thích đăng hình giao du ở bên ngoài và ít khi đăng hình về tập luyện. Nhưng mà thực tế thì có khi là họ tập điên cuồng. Nhưng ngược lại thì cũng có những người đăng hình tập luyện thích, lại đăng là cái mẫu cầu thủ thích đăng hình tập luyện và ít thích đăng hình bên ngoài. Thì đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân, là sở thích của mỗi người thôi. Chứ còn nói thiệt là Văn Hậu có được ngày hôm nay cũng là đến từ nhờ bóng đá. Và dĩ nhiên Hậu luôn là một cái gì đó rất đặc biệt, luôn là một cái gì đó rất đặc biệt của bóng đá. Nên là bạn ấy chắc chắn là đang rất là nỗ lực trên con đường để quay trở lại. Với cái mức độ chấn thương của Hậu thì không có được gấp gáp, nên là không dám ép bạn ấy tập quá nhiều lúc này. Có thể là để cho bình phục, vì ban huấn luyện họ rất là sợ. Chứ Hậu là nói thiệt là vẫn ngon. Hôm vừa rồi nói chuyện với Minh Vương, trước đó là nói chuyện với mấy anh em bên đội thành phố, thì trong mắt của tất cả mọi người, Đoàn Văn Hậu vẫn là một cái gì đó mà gọi là trên cái tầm của phần còn lại bóng đá Việt Nam. Tức là theo như Trần Minh Vương thì sẽ có những cầu thủ này: Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, và theo đánh giá của Minh Vương thì cái người thứ ba đang vượt qua cái tầm của cầu thủ Việt Nam, tầm vóc của cầu thủ Việt Nam, đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Tức là đây là những cái cầu thủ mà đủ cái trình để phát triển hơn nữa, vượt xa cái tầm của các bạn đồng trang lứa còn lại. Trước đó thì mấy anh em câu lạc bộ thành phố khi nói về Đoàn Văn Hậu, họ nói là ra sân mà đá, thấy Đoàn Văn Hậu là thấy mệt lắm rồi. Tức là chưa đá đã thấy Đoàn Văn Hậu đã cảm thấy rất là mệt. Tại vì cái cách đá của Hậu là luôn đá, gọi là đá cháy hết mình, luôn đá giống như là kiểu vào sân là đá chết bỏ. Cho nên là lúc mà anh em đội thành phố họ ngồi nói, đội mà em mà gặp đội Hậu, mà gặp Hậu nó ra sân là đã cái cảm giác là bọn em muốn thua 50% rồi. Vì nó đá cái trình của nó. Thứ nhất là trình, thứ hai là thể hình của Hậu cũng là một cái điều đáng sợ. Mấy anh em mới nói là đó là cái lý do mà anh nên nhớ là khi mà Indonesia họ nghe là thằng Hậu mà không lên tuyển, họ mừng lắm, nói thiệt là mừng lắm. Cầu thủ Indo mà bây giờ ra nó gặp Văn Hậu, nó ấn liền rồi, nó đã có một cái cảm giác ấn lạnh trước rồi. Không phải là Hậu vô là để ăn thịt, nhưng mà cái cách đá của Hậu là một cái lối đá càng lướt và rất là vất vả cho các cầu thủ của Indo.
đó, theo anh em trong nghề họ nói chuyện về hậu, chứ không phải là cái chuyện bạn ấy sao nhãng gì đâu. Mà lúc này đây là trong cái sự cho phép của câu lạc bộ, bác sĩ bây giờ họ phải kiểm tra cái chân, vì ông này ông vô ông đá luôn, ông đá hết chân. Mà khi đá hết chân á thì tái phát chấn thương rất là nhanh, rất là dễ, nguy cơ rất là cao, cho nên là phải để bình phục hoàn toàn thì mới dám cho đá. Xin chào anh Nguyễn Hậu. Văn Chuẩn bắt đội tuyển thì chưa đủ nhiều yếu tố, còn U23 thì thủ môn kinh nghiệm và xuất sắc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Hậu. Bạn Võ Bá Hoàng, hello anh. Anh nói lại vụ chốt danh sách U23 đi ạ. Hôm trước hình như anh nói mỗi trận được đăng ký 23 trên 28 người phải không? Tại hôm qua em nghe anh nói trước trận đầu tiên là chốt danh sách 23 cầu thủ. Đúng rồi, còn cái hôm bữa là mình đưa sai. Chính xác là chốt luôn danh sách 23 cầu thủ. Chốt luôn trước trận đấu đầu tiên. Là sau đó chỉ dùng 23 cầu thủ thôi, 4 cầu thủ còn lại sẽ về nước luôn. Xin chào bạn Phạm Cương. Quang Văn Chuẩn tâm lý quá kém từ giải trẻ, nhưng mà gần đây thì bạn ấy được bắt nhiều. Thủ môn là vậy, thủ môn mà cắt bắt càng nhiều là cái sự tự tin nó càng lên. Cái tố chất là một chuyện, nhưng mà phải được bắt nhiều đã để có được cái sự tự tin. Với lại như Dũng đã nói rồi là 4 thủ môn đi. Ở thời điểm này không có ông thủ môn nào trong 4 ông này mà chưa mắc sai lầm trong cái giai đoạn mùa vừa rồi, mùa đang đá này. Mình cũng đã coi tình huống của Văn Kiên nè, à Trung Kiên nè. Sau đó Trung Kiên về là anh em trong đội là cũng nhắc Trung Kiên lại về cái tình huống mà bắt trái bóng bị ói ra và để đối thủ ghi bàn. Trận đó là trận nào đầu mùa đó, từ vòng 1 đến vòng 4 cái giai đoạn đó Trung Kiên có một cái tình huống bị mắc sai lầm. Văn Việt có mấy tình huống mắc sai lầm rồi. Quang Văn Chuẩn hay là Đoàn Huy Hoàng ở Trường Tươi Bình Phước. Chào bạn Cựa Gà Thép Nhật, Lò Cựa Bến Tre. Chào anh, nếu đá dưới tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì mới về đúng bản chất bóng đá Việt Nam mình. Chúc U23 mình chiến thắng, đạt kết quả tốt. Xin chào bạn Cristiano Ronaldo. Hồ sơ nhập tịch mà Lê Giang nhờ Công an Hà Nội làm đến bây giờ vẫn chưa xong. Có khi Công an Hà Nội vẫn chưa làm. Vì nếu muốn Công an Hà Nội có thể làm nhanh giống Philip Nguyễn, đằng này Patrick ở Việt Nam lâu hơn, cũng chứng minh có gốc Việt. Patrick Lê Giang không nhờ câu lạc bộ Công an Hà Nội, bạn ấy không nhờ, mà đây là phía câu lạc bộ Công an Hà Nội có nói với Lê Giang là cái hồ sơ để cho bên đó họ làm. Họ nói với Lê Giang chứ Lê Giang không có nhờ. Cho nên là khi hỏi Lê Giang thì Lê Giang nói là hồi đó câu lạc bộ có nói với tôi là cứ chờ. Đó, xin được chia sẻ với bạn. Mình cũng rất là mong chuyện này nó sẽ đến sớm. Như vậy lúc đó sẽ có 3 thủ môn cạnh tranh nhau, cộng thêm các thủ môn như Trần Minh Toàn lúc này của Bình Dương cũng đang bắt quá cháy quá hay nữa, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có rất nhiều thủ môn chất lượng. Hôm bữa cũng có nói về Philip Nguyễn và Văn Lâm, tại vì trong phòng của anh Tuấn thì có cái áo mà ông huấn luyện viên Park Hang-seo ông ấy tặng cho anh Tuấn. Đó là cái áo kỷ niệm cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc cái chung kết AFF Cup năm 2022 ở Thái Lan. Thì ông Park mang cái áo đó về và tặng cho anh Minh Tuấn Mobile. Thì anh Tuấn làm một cái khung rất là đẹp, và cái khung đó thì thiết kế xung quanh là toàn bộ danh sách các cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam, hình ảnh của các cầu thủ là bọc xung quanh cái áo đó. Thì là sau đó thì khi mà mình chỉ vào, mình ngồi nói chuyện á, thì mình mới chỉ vào trong cái bức tranh đó, bức tranh mà những cái hình cầu thủ xung quanh cái áo á, thì mình mới chỉ vào Văn Lâm, mình nói là em để ý đi, là mình nói với anh Tuấn là Văn Lâm á, có thể là bắt
có nhiều cái tình huống bắt lụp chụp, nhưng mà cái phản xạ của Văn Lâm rất là tốt. Và thứ hai nữa là Văn Lâm là tiêu biểu cho cái câu chuyện là đúng người đúng thời điểm. Tức là trong cái thời điểm mà bóng đá Việt Nam vừa trải qua cái chuỗi thành tích không tốt trước đó, từ năm 2009, tức là sau cái SEA Games, cho kéo dài cho đến năm 2017, là cái khoảng thời gian mà bóng đá Việt Nam khủng hoảng và niềm tin đi xuống với rất là nhiều những cái thất bại ở hàng loạt giải đấu từ AFF Cup đến SEA Games. Thì sau đó là Bùi Tiến Dũng xuất hiện cùng với các em U23 là tạo nên cái địa chấn ở Thường Châu. Nhưng mà đến AFF Cup năm 2018 là Văn Lâm là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo, và Văn Lâm cùng với đội tuyển lên ngôi vô địch AFF Cup. Cho nên mình mới chỉ vô mình nói là Văn Lâm mà đúng người đúng thời điểm, thì Vương mới nói với mình là anh Dũng nói đúng. Nhưng nếu nói thiệt là cho bọn em đánh giá thủ môn giữa anh Lâm và Philip Nguyễn, thì em với cái tư cách của em cầu thủ thì Philip Nguyễn hay lắm anh ạ. Philip Nguyễn là trình ao trình hoàn toàn so với các thủ môn còn lại của Việt Nam. Mình nói bảo là anh cũng biết cái chuyện đó, vì anh càng xem bây giờ anh lại càng thấy Philip Nguyễn hay. Thì Vương có nói là cái thủ môn á sẽ có cái yếu tố như thế này: khi mà bọn em á chơi tổ chức tấn công, bọn em dắt bóng đến khung thành, thì anh Lâm mà đứng trong khung thành á, tụi em vẫn nhìn thấy có những cái điểm ở trong cái khung thành đó tụi em có thể ghi bàn được. Nhưng mà trong các cái trận đấu mà bọn em đá mà gặp Philip Nguyễn á, cái cách anh Nguyễn anh đứng ra, anh Philip anh đứng ra là bọn em đã giống như là bít luôn cái đường, tụi em không nhìn thấy cái hướng nào để sút vào. Tức là ngay cả cái từ cái lựa chọn vị trí thôi thì anh Nguyễn anh ấy đã lựa chọn một cái vị trí mà khiến cho đối thủ đang dắt bóng xuống là bị hoang mang, mất tinh thần luôn, là không biết là ủa thằng này nó đứng này giờ sút ở góc nào. Nhưng anh Lâm anh đứng á, tụi em vẫn còn có cái cơ hội để tụi em nghĩ rằng là tụi em có thể sút vào cái góc đó và ăn được anh Lâm. Nhưng mà anh Nguyễn anh đứng thì tụi em không biết sút như nào. Tức là về đánh giá của cơ bản, cái đó là nhận định của bản thân Vương thôi, mà nó cũng có thể là cũng cùng cái quan điểm với rất nhiều cầu thủ về Philip Nguyễn. Nhưng mà Vương nói thêm một câu là nhưng mà cũng lại là tiêu biểu cho câu là đúng người mà sai thời điểm. Đó là cái bi kịch trong bóng đá đó. Xin chào bạn Gen Zero. Xuân Tiến, Sông Lam, Nghệ An, trò cưng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có lên tuyển không Dũng ơi? Xuân Tiến đợt này không có. Xin chào bạn Như Đạo. Khuất Văn Khang đá U23 sẽ hay hơn đội tuyển vì đẳng cấp vừa tầm, kể cả Đình Bắc, Dũng thấy thế nào? Dạ, mong cho các em sẽ tỏa sáng. 17 đá rồi, 6 ngày nữa. Mong tất cả các em sẽ đoàn kết với nhau và chơi một giải đấu thật là hay. Bạn Nhân Hiếu, bài đánh biên lật vào vòng 16m50 liệu có bị bắt bài? Đá hiện đại bây giờ toàn sút xa, ghi bàn, nhưng đó là điểm yếu của cầu thủ Việt Nam mình. Dạ, yeah. Ồ đúng đó. Tính ra là nếu mà chúng ta nhớ đi là lâu lắm rồi chúng ta ít thấy được các tình huống sút xa mà thành bàn, kể cả ở V-League chứ đừng có nói là đội tuyển. Xin chào bạn Nguyễn Hồng Biên, Võ Nguyên Hoàng, tiền đạo hay mà em. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Biên. Xin chào bạn Võ Bá Hoàng, nhắc U23 ở Thường Châu thì em lại tiếc cho Đinh Thanh Bình. Năm 2018 Bình chơi cực hay ở giải U21 quốc tế, nhưng lại không được ông Park gọi, thay vào đó là Đức Chinh và Văn Đức. Nếu lần đó được gọi thì tốt biết mấy. Xin cảm ơn bạn Võ Bá Hoàng, cái số thôi. Đã bảo là mỗi huấn luyện viên họ cũng chỉ phù hợp với con người. Chắc gì Bình đến với ông Park thì lại hay, đúng không ạ? Cái kiểu người ta hợp duyên với nhau rồi, Văn Đức, Đức Chinh đến mới gọi là thành công. Đúng người, đúng thời điểm. Xin chào bạn Cupi TV, Đinh Thanh Bình, sinh năm 1998, 26 tuổi rồi bạn. Đúng rồi,
Trời ơi, giờ người ta một vợ một con rồi. Xin chào bạn Phan Ngân, bạn Viettel Thanh Bình, Viettel 2000 thì quá tuổi rồi. Ừ, đúng rồi. Bạn Quân Vương, dường như V-League họ không muốn thay đổi để trở nên chuyên nghiệp. Qua bao năm vẫn thấp kém rất nhiều so với Thái League. Anh Dũng có nghĩ như vậy không? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Bạn Audi Watch, mình thường xuyên xem các em lứa trẻ đá. Nhiều lò đã phát triển các em khá tốt, nhưng đến khi các em phát triển tới U20 thì bị chững lại. Chỉ vì thiếu sân chơi mà bước vào V-League thì dự bị mòn đít. Đúng vậy, dự bị. Kể cả các em U23 bây giờ cái lứa này cũng một cơ số đang dự bị đó. Con chào chú Trần Văn Biên. Bạn Nguyễn Tùng, Công Phương sao không đá U23? Công Phương của để dành cho tương lai, sẽ là thị tương lai của Công Phương. Phương còn tiềm năng rất là lớn trong tương lai, không có gì vội vã cả. Em ấy là một trong những nhóm thế hệ mà U17, U19, U20 sau này sẽ là những tiềm năng rất là lớn cho bóng đá Việt Nam mình. Username, I'm support Việt Nam from Indonesia. Việt Nam 5, Malaysia 0. Go Việt Nam. Ghê. Ủng hộ Việt Nam mình ta. Indo dạo này tình cảm ghê. Bạn Lê Hào, thủ môn siêu đẳng cấp mà trận nào cũng còn phải vào lưới nhặt bóng, huống chi là thủ môn của U23, đừng lo quá. Bạn Đỗ Minh Hải, mình tin rằng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ mang niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam ở giải này. Xin chào bạn Trịnh Đình Đình, chú Trần Đình Tâm. Bạn Bùi Thiên, anh đánh giá sao về kết quả U23 Việt Nam hôm nay? Tốt, mình thấy cái tín hiệu lạc quan. Vì chúng ta phải xác định rõ là ngày hôm nay á, là một không phải là cái dịp để thử nghiệm về chuyên môn, mà chủ yếu để cho các cầu thủ họ được đá đó, có cái cảm giác được đá một cái trận đấu cái đã. Nên là anh Tuấn lùa xua hết bao nhiêu quân ra đá hết, cho đá, cho có cái cảm giác. Thì cái đó là rất tốt. Trong một cái lối chơi với con người không phải là định hình cho cái trận đấu ngày hôm nay á, thì đá với Jordan mà hòa không bàn thắng mình nghĩ là ổn. Không phải là cái gì cả, không có gì là căng cả. Còn cái chuyện mà đá penalty là để phụ trội thêm về cái mặt tâm lý cho các em, không có vấn đề gì lớn. Mình thấy đây là một tín hiệu tích cực. Xin chào bạn Ngô Khoa, mong Đình Bắc có phong độ tốt như là trận gặp Nhật Bản. Bạn Lê Văn Đức, chào em Dũng. Anh hôm nào cũng xem chương trình của em. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của mình ngày hôm nay. Trước khi mà khép lại chương trình thì mình cũng xin phép được chia sẻ thêm một chút cái tour du lịch đi Sapa và đi Hà Nội vào ngày 1 tháng 5 tới. Sẽ kéo dài 6 ngày 5 đêm. Thì quý khán giả nào mà quan tâm chưa đi Sapa lần nào và muốn đi cổ vũ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu làm khách trên sân hàng đẩy của câu lạc bộ Thể Công Viettel vào ngày 5 tháng 5 thì chúng ta có thể liên hệ với Vlog Ngoài Đường Pit qua số điện thoại 0909 608 754. Đây là số điện thoại của mình để mình tư vấn chi tiết về cái tour 6 ngày 5 đêm này. Ngoài ra thì quý khán giả nào mà quan tâm và đặt mua các cái sản phẩm đồ thể thao từ giày đá bóng chính hãng của Nike, Adidas, Mizuno, Kamito v.v. hoặc là áo, các cái trang phục của đội tuyển quốc gia như là áo khoác, áo polo, áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam, áo tập luyện bao gồm là bộ áo hồng và tím thì có thể là liên hệ trực tiếp với mình. Ngoài ra thì áo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì mình cũng còn một ít bộ ở đây. Lúc này thì không biết là do buôn bán như thế nào mà bây giờ các cái sản phẩm liên quan đến các câu lạc bộ thì ở bên Kamito thì cũng đã hết hàng.
đặc biệt là áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đã hết, áo Hà Nội cũng hết sạch, mình còn có đúng mấy cái. Quý khán giả nào mà muốn đặt mua và ủng hộ cho câu lạc bộ thì có thể liên hệ với mình. Còn một cái size M, hai cái size M, một cái size S và một cái size XXL, à size XL xin lỗi. Hết rồi, thì quý khán giả nào quan tâm thì có thể đặt mua. Bây giờ thì mình xin được chúc cả nhà một buổi tối bình an, mạnh khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.